lời an hỏi và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Hồng Liên và chú rể Thái Dương, sự hiện diện của các quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, bạn bè năm nữ thanh niên của cô dâu Hồng Liên và chú rể Thái Dương là món quà vô giá mà quý vị đã dành cho gia đình chúng tôi. Thay lời cho gia đình một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho phái đoàn Hòn Nhà Trai có đôi lời phát biểu giới thiệu những sính lễ và những thành phần quan trọng trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, toàn thể bạn bè nam nữ của hai cháu gần xa, hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình, tôi xin giới thiệu tôi là bác của cháu Dương, cùng đi theo đoàn có cô dì chú bác bên nội bên ngoại cũng dẫn lễ sang để thưa chuyện với các ông bà các cụ ở bên này. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, và qua thời hiểu tìm ra tìm hiểu của hai cháu thì hôm nay là ngày ăn hỏi gia đình nhà trai chúng tôi, cũng có lễ nghĩa cơ chầu sang. Trước hết là nhờ gia đình phái đoàn nhà gái báo cáo với lại tổ tiên là hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi sẽ trao gửi cháu Dương xin phép được làm con làm rể trong dòng tộc gia đình nhà ta. Và trước khi kết thúc lời phát biểu, cũng xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể bạn bè của hai cháu cũng giờ này ngày mai trở về hôn trường uống nước uống thuốc và được gia đình nhà trai chúng tôi được đón cháu về gia đình ngoài xã Thanh Tân để làm lễ vũ quy cho hai cháu được trọn vẹn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Vâng, thay mặt cho gia đình xin cảm ơn lời phát biểu rất là ngắn gọn và đầy đủ của bác đại diện cho gia đình Hòn Nhà Trai. Và sau đây xin mời một vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình Hòn Nhà Gái có đôi lời phát biểu giới thiệu đại biểu và xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu thân khách, kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh, chú, họ, bạn bè của hai cháu, cháu Liên, cháu Dương, con của thầy Giang, cháu Thị Biểu, cũng thống nhất xây dựng hạnh phúc trong năm với nhau. Hôm nay tất cả diện cho các con gái rất là cảm ơn cho nước ngon chân tình của các cụ, có các bà trong hội nhà trai, có tính lễ để sang. Thứ nhất là cho các cháu cáo tổ tiên gia đình để báo cáo ngày mai các cháu đã tổ chức những thành hôn. Chúc mừng đại diện cho các bình nhà gái và xin chân thành cảm ơn tấm lòng của các quý vị đại diện hội nhà trai đang dành cho gia đình nhà gái chúng tôi. Thì hôm nay thì các cháu sẽ có một cái tâm lễ để ra mắt gia đình của nhà gái và báo cáo với lại tổ tiên gia đình nhà trai. Để ngày mai các cháu tổ chức ăn nhà lâu thay mặt gia đình xin kính chúc tất cả các vị đại biểu các cô các bà sức khỏe hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, thay mặt cho gia đình xin cảm ơn lời phát biểu của bác đại diện cho gia đình Hội Nhà Gái. Kính thưa các quý vị đại biểu thân khách kính mến, hôm nay xuân họp chúc may, tình chúc một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tiếng hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Vâng, hôm nay chúng ta tuy ở những nơi khác nhau, nhưng đầu hội ngụ về đây để cùng chứng kiến và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Hồng Liên và chú rể Thái Dương. Đó là món quà vô giá mà quý vị đã dành cho cô dâu Hồng Liên và chú rể Thái Dương. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham dự tiệc trà, tiệc ngọt và chứng kiến những giờ phút mà hai gia đình trao lễ cho nhau. Xin mời
của cô dâu và mẹ của chú rể nên cho lễ thi hoa xin trân trọng kính mời. Xin mời các bạn vào trong được bộ phận lễ quân cũng đến với giúp gia đình. Kính thưa các vị, năm lễ đầu tiên là năm lễ chầu cau, đó là một nét đẹp truyền thống văn hóa của người dân Việt Nam chúng ta từ xa xưa đến nay. Mỗi khi dịp lễ Tết ăn hỏi và tiệc cưới, miếng chầu ăn kết làm đôi, chầu xanh là vợ, cau tươi là chồng, chầu cay vui trắng cay lồng, đôi tha ta đến nghĩa tình đồng với duyên. Chắc lễ thứ hai là chắc lễ rượu thuốc. Vâng, đó là một tế lễ mà gia đình mọi nhà trai dâng lên để cúng gia tiên tiền tổ. Đó cũng là một lời để xin phép được làm lễ cưới cho cô dâu Hồng Liên và chú rể Thái Dương. Vâng, mâm lễ thứ ba là mâm lễ bánh phu thê. Bánh này là bánh phu thê, món quà hạnh phúc ngày về bên nhau. Từ nay nên nghĩa chầu to, đất xanh hạnh phúc bền lâu muôn đời. Nhà quay phim chụp ảnh hãy chụp lại những tấm hình đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, mâm lễ tiếp theo là mâm lễ nước ngọt, đó là thể hiện một tình cảm, tình yêu ngọt ngào của đôi trai gái. Xin trân trọng kính mời. Vâng, mâm lễ tiếp theo là một mâm lễ mang đậm đà tình cảm quê hương của quê hương Thái Bình chúng ta. Vâng, và tiếp sau hôm nay xin mời chú rể Thái Dương và cô dâu Hồng Liên về trước sân khấu để cúi chào quan viên hai họ. Vâng, xin mời hai bạn đứng tại chỗ ạ. Cúi chào hai quan viên hai họ. Vâng, xin một tràng pháo tay thật là giòn giã để chào đón các nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, nhiệm vụ tiếp theo của hai bạn là vào thắp hương gia tiên, quý thiên gia tiên tiền tổ của hộ đồng trì cho hai bạn được trăm năm tình viên mãn bạc đầu lễ phu thê. Lúa xanh như bấy còi tình yêu thân trời. Thank you.